Ngọc Thơ thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dự trữ xăng dầu quốc gia chỉ đủ dùng 7 ngày, an ninh năng lượng có được bảo đảm. Ngày 26 tháng 12, tại cuộc họp báo chuyên đề, bà Nguyễn Thị Phố Giang, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã cho biết, dự trữ xăng dầu quốc gia chỉ đủ dùng trong 7 ngày và lượng xăng dầu này được gửi chung vào kho lưu trữ xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối. Hình ảnh bài báo nói về lượng dự trữ xăng dầu quốc gia rất thấp. Thông tin này không mới, nó đã từng được Bộ trưởng Bộ Công Thương là ông Nguyễn Hồng Diên đề cập đến trong phiên chất vấn trước Quốc hội vào ngày 16 tháng 3. Tại kỳ họp này, ông Diên nói rằng dự trữ xăng dầu quốc gia rất ít và chỉ có thể sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Theo Nghị định 83 và 95 về kinh doanh xăng dầu, việc dự trữ, lưu thông hàng hóa thuộc về trách nhiệm của các doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp sản xuất. Họ phải dự trữ đủ để cung cấp xăng dầu cho ít nhất là 20 ngày. Nhưng trên thực tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương nói rằng các doanh nghiệp đầu mối có dự trữ đủ lượng xăng dầu bắt buộc này hay không, đó là ẩn số. Vì dự trữ của nhà nước và dự trữ của doanh nghiệp cùng chứa chung trong một kho nên không thể nào tách bạch hai nguồn này để kiểm tra được. Hình ảnh kho dự trữ xăng dầu của Petrolimex, một doanh nghiệp được nhà nước gửi nhờ để lưu trữ xăng dự trữ quốc gia. Câu chuyện an ninh năng lượng quốc gia mà Bộ Công Thương trình bày nghe như chuyện của các bà nội trợ. Nhà bà A thiếu kho chứa củi thì đem qua gửi nhờ nhà bà B có kho rộng rãi hơn. Chuyện thật mà cứ như đùa. Câu hỏi đặt ra là vai trò quản lý của nhà nước, của Bộ Công Thương, của chính phủ để ở đâu? Nguồn dự trữ quốc gia có bị các doanh nghiệp đầu mối lạm dụng hay không? Làm sao để kiểm soát? Xăng dầu là mặt hàng sử dụng trong hầu hết các ngành sản xuất và tiêu dùng. Nó là huyết mạch của nền kinh tế. Nếu thiếu xăng dầu, mọi hoạt động trong xã hội đều bị đình trệ và rối loạn. Vì vậy, hầu hết các quốc gia đều có dự trữ xăng dầu. Nhưng dễ dàng nhận thấy mức dự trữ xăng dầu của Việt Nam là quá thấp, nhất là trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay. Hình ảnh tình trạng thiếu xăng trầm trọng diễn ra trong suốt mấy tháng qua. Tất nhiên, đối với lượng dự trữ xăng dầu ít như vậy, chính phủ không thể nào điều hành được khi xảy ra sự cố. Thực tế đã chứng minh, trong suốt mấy tháng thiếu hụt xăng dầu, chính phủ và Bộ Công Thương loay hoay như gà mắc tóc, hợp hành chỉ đạo đủ kiểu, nhưng mãi mới tạm ổn định được. Cho đến nay, tình trạng thiếu xăng dầu tuy không còn trầm trọng như trước, nhưng vẫn xảy ra cục bộ ở một vài tỉnh xung quanh Sài Gòn. Cũng chính vì dự trữ xăng dầu quốc gia quá thấp, dự trữ của doanh nghiệp thì không kiểm soát được, nên khi có biến động trên thị trường hoặc có bất ổn về nguồn cung thì nhà nước không thể giải quyết nổi. Từ đầu năm 2022, nguồn cung xăng dầu bất ổn thì thường xuyên bị gián đoạn, giá cả thì biến động mạnh, chi phí vận chuyển xăng dầu tăng cao, dẫn đến ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Hơn nữa, mức chiết khấu theo quy định của Bộ Tài chính quá thấp, dẫn đến việc kinh doanh thua lỗ, hạn chế nguồn vốn lưu động. Vì vậy, một số doanh nghiệp đã ngừng bán xăng. Hình ảnh ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, nơi chịu trách nhiệm điều hành xăng dầu. Đa số các doanh nghiệp cho rằng, việc kinh doanh thua lỗ, nguồn hàng đứt đoạn là do chính sách điều hành yếu kém, không linh hoạt, không theo kịp những biến động của thị trường. Một lý do nữa mà chính quyền Cộng sản không thừa nhận đó là dự trữ ngoại tệ đã rất thấp, không đủ để cung cấp cho các doanh nghiệp nhập khẩu. Điều này thể hiện trong 8 giải pháp mà Bộ Công Thương đưa ra vào hồi tháng 10, trong đó có đề nghị ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại hỗ trợ doanh nghiệp xăng dầu về hạn mức tín dụng, lãi suất ưu đãi, nguồn vốn, ngoại tệ. Các chuyên gia kinh tế cho rằng nhà nước phải bỏ tiền để đầu tư xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia riêng biệt và lượng dự trữ phải tăng lên ở mức 90 ngày thì mới đảm bảo được an ninh năng lượng quốc gia. Nhưng đến nay, đã 8 tháng trôi qua kể từ kỳ họp Quốc hội vào tháng 3, nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi. Như vậy, hoặc là sức ì của chính phủ quá lớn, hoặc là không có ngoại tệ nên không thể giải quyết vấn đề. Quý vị vừa theo dõi bản tin dự trữ xăng dầu quốc gia chỉ đủ dùng trong 7 ngày, an ninh năng lượng có được bảo đảm. Quý vị hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D. Ngọc Thơ Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Câu chuyện từ chức của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trong các thể chế chính trị độc tài từ trước tới nay, tiêu biểu như ở Việt Nam và Trung Quốc,
hầu như không có chuyện từ chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao cỡ thứ trưởng bộ trưởng. Mắc khuyết điểm hay phạm tội thì chỉ bị xử lý nội bộ dưới hình thức khiển trách, phê bình, kỷ luật, hạ tầng công tác, nặng lắm thì mới phải vào tù. Thường thường cũng không phải tự nhiên mà người ta chủ động từ chức khi mắc lỗi. Từ chức vì lòng tự trọng, hoặc có thể để tỏ trách nhiệm, hoặc như một cách tử tế sòng phẳng nhất để tạ tội với người dân là điều phi thực tế. Thông thường họ cũng luôn khôn khéo thu xếp để được hạ cánh an toàn, đảm bảo hậu vận được giàu sang hơn rất nhiều người khác. Hình ảnh cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh bị cách chức, ông Võ Kim Cự, hiện là chủ tịch tập đoàn Sâm Ngọc Linh. Vì vậy, khi nghe một quan chức cấp cao nào sắp sửa từ chức, chỉ một số người dân có quan tâm chính sự mới chú ý theo dõi. Còn đối với đại đa số nhân dân lao động chạy vậy vất vả để kiếm miếng ăn, thì ai lên ai xuống cũng mặc. Họ không coi đó là việc của họ, đơn giản chỉ vì những ông quan lớn đó không phải do họ chủ động bầu lên bằng lá phiếu bầu cử thật sự dân chủ. Tình hình này cũng là một trong những lý do quan trọng khiến cho bộ máy cầm quyền ngày càng trở nên yếu kém, thối nát và bất lực. Vì nó cứ dung túng lâu dài cho những kẻ không chỉ bất tài vô dụng mà còn làm hại dân hại nước ở nhiều mức độ khác nhau. Trong một mô hình tổ chức quản lý xã hội không có dân chủ, không có phân quyền, không để các nhánh quyền lực có thể kiềm chế lẫn nhau và thiếu một hệ thống tư pháp độc lập có hiệu lực. Bây giờ hiến pháp trên thực tế chỉ là một tờ giấy lộn không được thực thi hoặc chỉ được thực thi kèm theo những luật ngầm. Trong tình huống này, tất cả các nhà lãnh đạo đều tỏ ra bất lực như nhau, trên bảo dưới không nghe, bắt buộc họ phải dùng nhiều uyển ngữ để lừa mị dân chúng. Khi xảy ra những chuyện đổ bể lớn như vụ Việt Á hay việc giải cứu công dân từ nước ngoài của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cùng vài bộ liên quan thì không có ai là người chịu trách nhiệm cụ thể cả. Đây là hình ảnh trăm sự sai đều do lỗi thằng đánh máy, một cách bao biện được các quan chức Việt Nam thường dùng. Số người bị tù tội nếu có thể thì phần nhiều lại thuộc các cấp từ trung gian trở xuống, bị đẩy ra làm dê tế thần. Đây là một trong những nguyên nhân sâu xa giải thích tại sao trong các thể chế độc tài toàn trị, thiếu dân chủ, người ta hay đổ lỗi cho nhau và không có văn hóa từ chức, để cho những kẻ bất tài, thiếu đức, cơ hội chủ nghĩa tha hồ tiếp tục thao túng kéo dài. Và người cộng sản giả định vẫn còn tốt bụng, thiết tha phục vụ nhân dân theo lý tưởng ban đầu. Trong một thể chế mang tính luẩn quẩn không có lối ra như vậy, sẽ tạo ra những hiệu ứng ngược. Họ có thể vô tình trở thành những kẻ vừa là tội đồ, vừa là nạn nhân của cái thể chế chính trị do chính họ tham gia vào, với đầy đủ các loại tổ chức ngang dọc, trên dưới, giấy tờ hợp pháp. Nhưng rồi dần dần người ta cũng tiến bộ và nhận ra vấn đề. Do đó bắt đầu có những câu nói xuất phát từ cửa miệng của vài nhà lãnh đạo cấp cao như ai không muốn làm hoặc làm không được việc thì đứng sang một bên. Câu này khi mới nghe qua, ai cũng tưởng là câu nói hay, có tính đột phá. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, người phát ra loại câu nói như vậy chẳng qua chỉ là một lối ngụy biện. Họ chỉ nhìn xuống cấp dưới mà nói, chứ không bao giờ chịu khách quan xem xét lại bản thân mình. Họ cũng quên đi nguyên tắc, người đứng đầu thì phải chịu trách nhiệm. Các cấp dưới đều do họ bổ nhiệm theo lối quy hoạch, cơ cấu và chức càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Nói theo cách này thì có nghĩa là cấp dưới có lỗi, chính là cấp trên cũng có lỗi, phải có trách nhiệm liên đới. Đây là hình ảnh trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bị bắt trong vụ án chuyến bay giải cứu. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng rộ lên một tin mà có thể độ chính xác rất cao. Đó là câu chuyện một ông Phó Thủ tướng đang định từ chức với điều kiện đừng đưa ông ra truy tố. Ông này liên quan tới trách nhiệm phòng chống đại dịch COVID-19 và một số vụ lem nhem khác nhiều thành phần quản lý mang tính cấp dưới gây ra. Trong những vụ này, ông và một vài nhân vật đứng đầu quan trọng nhất với tư cách phó thủ tướng và có một thời gian là trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống đại dịch COVID. Dường như để dọn đường cho chuyện từ chức của các cán bộ lãnh đạo cao cấp, trước đó không lâu, người ta đã đưa ra thông báo số 20 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022. Điều đáng chú ý là thông báo này là nội dung ghi ở điều 2, khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức. Nếu không có tự nguyện xin từ chức thì
cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. Khách quan mà nói, thông báo số 20 này có thể là một phần nào thể hiện được nỗ lực cải cách về mặt tổ chức nhân sự của hệ thống chính trị. Nhưng kết quả có tốt đẹp thật hay không thì còn phải chờ thực tế trả lời. Bởi vì việc từ chức của người này rất có thể là cơ hội tốt cho người khác nhảy vào, lắp vào chỗ trống chức vụ. Mà trong điều kiện hiện nay, các phần tử cơ hội chủ nghĩa, tham chức, tham quyền đang hiện diện rất đông, đã biểu hiện bằng một bầy sâu tham nhũng, ăn không chừa một thứ gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin câu chuyện từ chức của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Quý vị hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút theo dõi kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật tin tức nhanh nhất, mới nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm d kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.